Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho các bạn cách tắt chế độ tự động phát video trên trang chủ của ứng dụng YouTube nha các bạn. Và mình cũng xin lưu ý video này chia sẻ cho tất cả các bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Hiện tại các bạn đang thấy khi mình mở ứng dụng YouTube lên. Rồi mình tìm kênh của mình nè. Mặc dù mình không mở video lên nhưng nó vẫn tự phát nghe các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tắt nó. Trước tiên thì các bạn vào biểu tượng trang chủ. Các bạn sẽ chọn chỗ biểu tượng tài khoản của mình nè. Tiếp tục các bạn chọn cài đặt. Ở đây thì các bạn chọn chung. Rồi bây giờ các bạn chọn phát trong các trang danh sách video. Ở đây thì các bạn sẽ chọn tắt. Vậy là xong, rất là đơn giản nha các bạn. Rồi, bây giờ mình thoát ra để kiểm tra ha. Tiếp tục tìm kênh của mình. Rồi, hiện tại video đã đứng yên, không còn tự động phát như lúc nãy nữa nghe các bạn. Thật sự thủ thuật này cũng khá đơn giản, nhưng mình không sử dụng sẽ không biết nó nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp ha. Xin chào.